Ngày xưa ở một lâu đài nọ, có những nàng tiên biết bay nhỏ xíu và rất xinh đẹp. Hôm nay chúng mình cùng chiêm ngưỡng lâu đài cổ tích của nhà Vibox Kids nha. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Vibox Kids Coloring. Chúng mình đã được bố mẹ đọc truyện cổ tích nào mà có lâu đài chưa? Nếu không nhớ thì cũng không sao. Hôm nay chúng mình cùng tưởng tượng về một lâu đài cổ tích nằm trong khu vườn tuyệt đẹp cùng với nhà Vibox nhé. Lâu đài trong tiếng Anh là Castle. Họa sĩ đang hướng dẫn vẽ phần phía trước cổng lâu đài, có hai cột trụ chính và ở giữa là cổng chính. Một chiếc cổng vòm và có hai cánh cửa như này nha. Nhìn lâu đài của chúng mình trông có vẻ kiên cố và vững chãi rồi đấy. Tầng 2 chúng mình vẽ phòng kiểu trụ có mái nhọn như này nhé. Trông giống như cây bút chì vậy nhỉ? Ở giữa là phòng chính cao nhất, ở phía trên chúng mình vẽ thêm một lá cờ đuôi nheo nữa cho sinh động. Vẽ thêm ô cửa sổ để ngắm trời mây nữa nào. Lâu đài của chúng mình trông đơn giản vậy thôi. Giờ vẽ thêm vài nét phụ họa trên mái và trên bức tường để minh họa kiểu từng gạch ấy mà. Xong phần vẽ rồi, giờ chúng mình tô màu thôi. Một lâu đài màu vàng lấp lánh thử xem sao. Màu vàng là yellow. Màu vàng tô cho phần tường trụ chính, tầng 2 và bức tường chính nhé. Cả phần viền cửa cũng màu vàng luôn nha. Lá cờ cũng màu vàng cho rực rỡ. Tiếp đến là hai cột nhỏ hai bên chúng mình tô màu cam. Màu cam là orange. Màu cam tô cho cả hai cột trụ phần tường chính nữa nè. Những phần nhìn như răng cưa phía trên đỉnh cột và phần trên của bức tường, các bạn có biết tác dụng làm gì không nào? Để phòng thủ. Khi có kẻ tấn công, đứng phía trên cao, vừa quan sát được bên dưới, lại vừa có thể ẩn nấp khi bị tấn công đấy. Phần cổng chúng mình cũng tô màu cam luôn nào. Ô cửa sổ màu cam cho cùng tông, chứ thực tế kính có màu trắng mà nhỉ. Chóp mái tô màu đỏ cho nổi bật nhé. Màu đỏ là red. Công nhận nhìn giống những chiếc bút chì ghê. Tô màu xong rồi, chúng mình cùng dặm lại viền cho lâu đài thêm sắc nét nhé. Lâu đài của chúng mình vẽ hôm nay chỉ đơn giản như vậy thôi nha. Chứ ngoài thực tế, có những tòa lâu đài vô cùng nguy nga tráng lệ và rất nhiều chi tiết tỉ mỉ. Vậy thì khó vẽ lắm, chỉ ngắm thôi. Chúng mình có thể ngắm qua tranh ảnh, qua tivi và nếu có điều kiện nữa là được ngắm thực tế lâu đài qua những chuyến du lịch với gia đình. Rồi xong, giờ thì chúng mình cứ tạm ngắm tác phẩm lâu đài của chúng mình vừa hoàn thành và hãy tưởng tượng lạc vào một thế giới thần tiên nào. Trong kia có cả cầu vồng bảy sắc đang hiện ra phía sau lâu đài. Có cả những nàng tiên cánh bé xíu đang dạo chơi cùng đàn bướm trắng nữa kia. Một khu vườn đầy hoa thơm ngát.
có cả những nàng tiên xinh đẹp. Lâu đài cổ tích của chúng mình đẹp quá đi thôi. Không bỏ lỡ tập tô màu nào, chúng mình nhớ bấm like video, subscribe cho kênh Vbox Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.